hello xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tri thức quanh ta trước khi vào video hôm nay đầu tiên cho tôi hỏi các bạn đang xem từ trước đến nay đã khi nào các bạn quá túng thiếu về kinh tế hoặc là một lần lỡ dại chơi bời quá mức mà không muốn làm phiền đến gia đình hay người thân hay đơn giản là cần gấp một số tiền cho một công việc nào đó mà các bạn phải sử dụng sự trợ giúp từ tín dụng đen hay chưa câu hỏi hơi tế nhị phải không nào nếu đã từng thì các bạn có hiểu rõ về khái niệm tín dụng đen hay nói cách khác là cho vay nặng lãi là gì hay không? Nếu chưa biết, chưa hiểu hoặc hiểu sơ qua thì để rõ ràng hơn, hãy đồng hành cùng tôi trong video này nhé. Định nghĩa về lãi suất thì đơn giản là tỷ lệ mà theo đó tiền lãi được người vay trả cho việc sử dụng tiền mà họ vay từ một người cho vay. Nhưng lãi suất có kèm theo chữ nặng phía trước nữa thì làm diễn biến mọi thứ trở nên khác rất nhiều đấy. Việc cho vay nặng lãi không phải là hiếm gặp trong cuộc sống hiện nay, tuy nhiên, không phải ai cũng biết lãi suất bao nhiêu là cho vay nặng lãi. Bây giờ tôi có một ví dụ. Chẳng hạn, bạn là một người có tiền. Một ngày nọ, một người bạn của bạn đến hỏi vay bạn một số tiền là 10 triệu đồng và đồng ý thỏa thuận trả cho bạn mỗi tháng là 200.000 đồng tiền lãi. Với số tiền như vậy, nghĩa là tính ra là 2% lãi suất một tháng. Các bạn có tin không? Nếu người bạn kia tố cáo các bạn đang cho vay nặng lãi, thì bạn hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi đấy. Vì sao? Đơn giản thôi. Điều 468 Bộ Luật Dân Sự đã quy định lãi suất vay cho các bên thỏa thuận, tuy nhiên không được vượt quá 20% trên một năm của khoản tiền vay. Một năm là 12 tháng, Vậy thì với mức lãi 2% một tháng như ví dụ trên, thì một năm phần trăm lãi sẽ là 2 x 12, tức là 24%. Vậy là đã vượt quá mất 4% theo như quy định rồi đấy. Theo tính toán như vậy, thì một tháng tối đa lắm cũng chỉ được lãi suất ở mức 1,66%, một tháng là tột cùng rồi nhé. Tức là đối với một ví dụ trên thì mỗi tháng người cho vay chỉ được lấy tối đa 10 triệu đồng nhưng cho 1,66%, bằng 166.600 đồng. Lưu ý nhé các bạn, đừng vì thiếu một chút hiểu biết mà trở thành người bị phạm tội hoặc bị lợi dụng nhé. Vậy thì nếu mắc phải trường hợp là người cho vay nặng lãi thì mức xử phạt hiện nay là như thế nào nhỉ? Rồi thắc mắc này sẽ được tôi giải đáp ngay sau đây. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng nhau xem xét sơ qua về nỗi khổ của những người chẳng may phải dính vào món nợ nặng lãi này nhé. Hiện nay đi ra đường không khó để chúng ta bắt gặp những mẫu quảng cáo. Tờ rơi kiểu vay không cần thế chấp. Chỉ cần một trong các loại giấy tờ như giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, hóa đơn tiền điện được treo, dán, phát tán khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn. Tại sao lại dễ dàng như vậy nhỉ? Chắc chắn phải có gì đó bất thường phải không nào? Đúng như vậy, thực chất đây là hình thức cho vay nặng lãi, với lãi suất dao động từ 15 đến 60% một tháng cơ đấy các bạn ạ. À. Hãy lưu ý né tránh ra nhé. Với mức lãi suất cắt cổ như vậy, người vay tiền cứ nai lưng ra đóng lãi, trong khi tiền nợ gốc vẫn còn nguyên vẹn. Nếu không có tiền đóng lãi thì tiền lãi cộng vào tiền gốc rồi tiếp tục tính lãi tăng lên. Ồ, vậy thì việc hoàn tất món nợ là điều không hề khả thi phải không mọi người? Nhưng nếu chẳng may do sơ suất mà dính vào thì hãy ghi nhớ những quy định về luật mà tôi sắp nói trong phần dưới đây nhé. Trong giao dịch dân sự, tội cho vay nặng lãi được quy định như sau: Cho vay với lãi suất gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong bộ luật dân sự, tức là 100% một năm, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Ồ, cũng tương đối chắc đấy chứ, phải không các bạn? Vậy thì thu lợi bất chính số tiền bao nhiêu thì bị giam giữ vậy nhỉ? Câu trả lời là thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Wow, còn số tiền phạt thật là khủng phải không nào? Bên cạnh đó còn được nhà nước nuôi cơm 6 tháng đến 3 năm nữa chứ. Ha <laughs> ha. Nhưng các bạn có thắc mắc là tại sao dù bị xử lý nghiêm như vậy mà hiện nay các tổ chức cá nhân cho vay tín dụng đen vẫn còn nhiều và người vay thì vẫn luôn có nhu cầu hay không? Điều này rất dễ giải thích. Có thể nói người vay và người cho vay có một mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau, tựa như quy luật cung cầu vậy. Vì nhu cầu quá cao mà bên cung đã nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn để thu lợi về phía mình một cách nhanh nhất, nhiều nhất. Trong khoảng thời gian gần đây nổi lên hiện trạng thủ đoạn cho vay online bằng các app trên điện thoại thông minh hoặc qua mạng xã hội. Người dùng chỉ cần làm theo các yêu cầu chụp ảnh chân dung, cung cấp số tài khoản, cho phép ứng dụng sử dụng dữ liệu của danh bà điện thoại, thông tin trên mạng xã hội, thì sẽ được vay một khoản tiền trong ngắn hạn. Khi sắp đến hạn trả nợ, khách hàng sẽ được gọi điện thoại nhắc nhở và giới thiệu một ứng dụng khác vay số tiền lớn hơn để trả khoản nợ cũ. Tất cả những bánh khóe trên suy cho cùng đều nằm trong sự nắm bắt tâm lý của những đối tượng hành nghề. Khi cần tiền, đa phần người tiêu dùng không suy nghĩ và tâm lý người tiêu dùng nói chung là sẽ dễ chấp nhận các điều khoản định sẵn. Đây cũng là nguyên nhân khiến các hoạt động tín dụng đen biến tướng như áo khoác tín dụng tiêu dùng hợp pháp thực tế đã gây ra nhiều hệ lụy. Trong video hôm nay, tôi mong các bạn trước hết là hãy luôn luôn đề cao cảnh giác với những thủ đoạn mời gọi tinh vi như hiện nay để tránh trở thành nạn nhân nhé. Các bạn cũng nên nắm bắt được thế nào là cho vay nặng lãi và các mức phạt của nó ra sao để nếu như mình đang manh nha định vay hoặc định đi theo nghề này thì tắt ngay ý định đó nhé. Hãy hướng đến một cuộc sống công bằng và văn minh. Video hôm nay cũng xin phép khép lại tại đây. Hãy luôn đồng hành cùng kênh YouTube Tri thức quanh ta ở các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.